Chào các bạn nhá. Em lại có mấy cái món đồ ngon bổ rẻ đây. Đây là bình đựng nước đá của hãng Tiger. Hàng Nhật bãi, made in Japan ở ngoài nhá. Tem đâu nhỉ? Đây. Japan nhá. Bên ngoài nó cũng làm bằng cái vỏ vỏ tôn nên nó hơi móc méo xíu. Nhiều chỗ là nó hơi bị cái rìa thì hơi bị gì xíu nhá. Chân nó có ba cái chân này, có thể gấp lại nhá, gấp lại xòe ra. Đấy. Mình đựng nước đá. Nút ấn này vào để chảy nước ra này, nước chảy ở dưới nhá. Rất là tiện. So với mấy cái bình Việt Nam là cứ phải thò tay vào múc nó rất là mất vệ sinh. Trên đây có một cái nắp này. Đấy, để cái cốc luôn để uống. Đây là cái cốc để uống nước. Nắp bên trên nữa này, bên trong còn rất là đẹp nhé. Đấy, bên trong này bằng một lớp nhôm. Bác nào kết em này thì 250k nhé. Ok luôn, 250k cho nó hợp lý, rẻ luôn này. Nó không đề bao nhiêu lít nhưng mà cái này chắc là khoảng tầm độ 6 lít gì đấy, 6-7 lít. Đây, mọi cái nó đề mà cái này em không thích đề. Ở dưới này cũng tem Made in Japan luôn này. Cái này nó bé không đáng mấy tiền nên em không COD nhá. Bác nào mua thì chuyển khoản hoặc là nạp có thể điện thoại cũng được. Đấy. Em bao ship luôn nhá. Quá rẻ luôn. Nhìn cũng đẹp phết. Của hãng Tiger. Ok nhá.